Sáng nay, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 1 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, lãnh đạo các sở ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có đường cao tốc đi qua. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công cả 4 gói thầu thi công dự án, gồm gói thầu số 42, 43, 44 và 45, nắm bắt những thuận lợi khó khăn và có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu thi công. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh, tổng 4 gói thầu thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dự án thành phần 1 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, đến nay thực hiện đạt 35,23%, vượt tiến độ khoảng 0,25%. Trong đó, gói thầu số 43 vượt khoảng 0,11%, gói thầu số 44 vượt khoảng 0,85%, gói thầu số 45 vượt 0,18%. Riêng gói thầu số 42 chậm khoảng 0,02%. Nguyên nhân là do nguồn vật liệu, cát, đá cung cấp cho thi công dự án còn thấp so với nhu cầu thực tế. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chia sẻ khó khăn vất vả với các nhà thầu và các anh chị em công nhân trong quá trình thi công dự án và biểu dương những nỗ lực cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công vượt kế hoạch đề ra. Để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nguồn cát đá phục vụ thi công dự án, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chỉ đạo. Hiện nay là cái nguồn cát của mình là còn khoảng 2.9 triệu. Dạ, phải là cái nguồn cát cần cung cấp cho cái 4 cái gói thầu này. Dạ. Thì bây giờ Sở Tài nguyên cân đối lại rồi báo cáo cho ban chỉ đạo ủy ban. Còn có vướng mắc gì nữa thì báo cáo xin ý kiến của thường vụ cân đối cái nguồn cát trên cơ sở rà soát, trên cơ sở cái bố trí hợp lý để đủ cái nguồn mà cung cấp cho tuyến cao tốc của mình. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương và các đơn vị liên quan, huy động tối đa máy móc thiết bị. Các anh chị em công nhân nỗ lực vượt khó để nhanh tiến độ thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng thắng mưa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, khẩn trương thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, tiết kiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và đoàn công tác đã trao tặng quà, chúc các anh chị em công nhân nhiều sức khỏe và tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với bà con nhân dân có dự án đi qua vì bị ảnh hưởng bởi dự án, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang mong muốn bà con tiếp tục ủng hộ dự án, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong quá trình thi công dự án, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển của mỗi địa phương và vì lợi ích của chính mỗi người dân.